Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip vui. Dòng năm nay mình sẽ diễn một cái vai diễn. Và trước khi vào cái vai diễn này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kênh cũng rất thú vị. Cái kênh đó tên là Hoài Biết Bôi. Thì các bạn nhớ ủng hộ cái kênh này. Cái này làm về cái clip xếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề chính. Oppo F1S hân hạnh đồng hành cùng chương trình. มันต้องถอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้อง